Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thủy Tiên chính thức làm rõ vụ cán bộ thôn thu lại tiền, ẩn ý đáp trả phát ngôn của Phương Thanh. Vào tối ngày 30 tháng 10, Thủy Tiên đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân để cập nhật tình hình cứu trợ cho bà con miền Trung. Có thể thấy suốt những ngày qua, Công Vinh và Thủy Tiên đã có mặt ở nhiều địa phương và tận tay trao tiền mặt để người dân thiết lập lại cuộc sống. Tuy nhiên, tại xã Cảnh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện tình trạng cán bộ thôn thu lại 413 triệu đồng của 69 hộ dân được Thủy Tiên trích quỹ cứu trợ. Ngay khi phát hiện sự việc, Thủy Tiên đã lên tiếng tuyên bố sẽ tìm hiểu và lấy lại tiền cho bà con. Và sau đó, trong buổi trưa ngày 30 tháng 10, số tiền hơn 400 triệu đồng trên đã được xử lý và trao về tay của người dân khó khăn. Nói về vấn đề này, Thủy Tiên chia sẻ, việc cán bộ thôn thu tiền của dân, Tiên đã làm việc, xác minh và sau khi xử lý, thôn đã trả tiền lại hết cho dân rồi. Mong mọi người đừng lo. Không chỉ thế, Thủy Tiên còn nêu rõ quy trình phát tiền cứu trợ cho người dân một cách công khai minh bạch. Nữ ca sĩ chia sẻ, việc nhiều người bảo rằng do tiền từ thiện cho tiền, nên giờ đa số ai cũng trông tiền cho bánh chưng họ đem bỏ. Thật sự bánh chưng ai cho Tiên, Tiên ăn ngay vào luôn, đang thèm ghê. Là do vận chuyển, không may có trục trặc nhiệt độ gì đó mà bánh bị hư. Ôi, không ăn được, chứ không phải do người ta chỉ trông tiền mà bỏ đồ đâu. Nói vậy, tội họ lắm. Vì cán bộ thôn thu tiền của dân, Tiên đã làm việc, xác minh và sau khi xử lý, thôn đã trả tiền lại hết cho dân rồi. Mình đi làm việc đều có nhận được hỗ trợ của lãnh đạo là người đứng đầu mỗi tỉnh. Đến địa bàn tỉnh nào đều được hỗ trợ an toàn và công an chính quyền địa phương nên mọi người yên tâm sẽ không có tiêu cực nào xảy ra. Quy trình phát tiền là sau khi có danh sách từ địa phương ngập ít hay nhiều trên 1 mét hay dưới 1 mét, hộ khó khăn hay không. Tìm tiền sẽ kết hợp cùng người dân đi xác minh từng vùng xem đời sống người dân ở đâu khó khăn thì giúp trước. Một số trường hợp kêu gọi khó khăn hơn, nhờ giúp thì rất nhiều, nhưng trên thực tế đi xác minh thì dân vùng đó vẫn còn khá ổn hơn nơi khác. Bà xã Công Vinh cũng ngầm đáp trả lại phát ngôn của ca sĩ Phương Thanh tại vùng lũ miền Trung. Cô bảo, việc Thủy Tiên trao tặng mỗi hộ 10 triệu vô tình tạo nên hậu quả xấu, khiến một bộ phận người dân nổi lòng tham, chỉ trông đợi vào tiền mặt. Tiền không làm tự phát, cho nhiều thì cho, mà trong danh sách đưa ra đều phải xác minh rõ ràng. Dân vùng nào nghèo hơn, ngập sâu hơn thì quanh năm suốt tháng chả có đoàn từ thiện nào đến. Mọi người nhìn vùng Tiên cho 10 triệu, vừa nói xong tất cả bà con 80% là bật khóc ngay tại chỗ vì họ quá khổ và như vớ được chiếc phao. Tiên cũng nhiều khi rớt nước mắt khi phát tiền vì nhìn họ sao mà thương quá. Vùng ngập vừa hoặc ít vì nghèo nhưng các đoàn từ thiện có thể tiếp cận được, Tiên hỗ trợ ít hơn một chút, tầm 6, 5, 2, 3 triệu đều là cân nhắc từ tình hình thực tế người dân nơi đây mà hỗ trợ. Thủy Tiên bên vực vì người dân quá nghèo nên trong lần phát tiền thường xảy ra tình trạng tranh cãi, mất trật tự. Tuy nhiên cô vẫn thông cảm khi nhìn thấy những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc lúc nhận quà cứu trợ. Ngoài kia vẫn có nhiều người ghen ghét mình rồi đặt điều, nhiều lúc mệt vô tình đọc được rồi tự nhiên buồn trong bụng. Mà đến nơi trời mưa tầm tã và người dân vẫn ngồi ngoài mưa đợi từ sáng, nhìn nụ cười và nước mắt của người dân khi nhận được tiền thì tự nhiên hết buồn luôn. Có những thứ cảm xúc mà làm con người ta có động lực vô cùng mãnh liệt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.